Xin chào cả nhà. Cả nhà mình ơi, ngày hôm nay hãy cùng Tony vào bếp nấu món cà tím xào thịt bằm nha cả nhà. Thì hôm bữa là Tony lên mạng tìm thấy là một cái clip, vô tình thấy một cái clip thôi, là nấu cái món cà tím xào thịt này nè. Trông cũng rất là xịn xò lắm luôn, cho nên là cũng lần đầu tiên mua thử về và làm món này ăn thử luôn á. Bình thường thì mình ăn cà tím là hấp hay là luộc gì đó, thì lần này là có cái món xào này ăn cũng thú vị lắm cả nhà mình. Thì cà tím về là cả nhà mình rửa sạch, sau đó là sắc thành từng cái thanh giống như là thanh này đang sắc á. Thì cái thanh mà thanh này đang sắc nó hơi dài một xíu á, thì cả nhà mình sắc nó sẽ ngắn lại một chút, nó sẽ ăn nó sẽ tiện hơn nha cả nhà mình. Sau khi sắc xong á thì mình sẽ rửa cái phần cà tím này, thì mình có thể là bỏ thêm vào trong đó một ít muối để rửa cho nó sạch hơn ha cả nhà mình. Vì là cái cà tím á, mình để bên ngoài nó hay dễ bị đen á cả nhà, cho nên là mình nhớ là bỏ muối và cho muối vào và rửa nó trong nước nha, đừng có để bên ngoài lâu ha cả nhà mình. Rồi sau khi rửa xong đó, mình sẽ dắt nước cho nó sạch, bởi vì một hồi mình xào để tránh cái việc là cái cà tím của mình bị ra nước ha. Rồi xong, bây giờ mình sẽ qua tới cái giai đoạn là mình sẽ đi xào cái thịt băm nè. Trước tiên mình sẽ cho dầu vào trong chảo này làm nóng dầu lên. Khi mà dầu bắt đầu nóng á, thì cả nhà mình sẽ cho tỏi vào trong đây để mà bắt đầu là phi cho cái tỏi này nó vàng lên ha cả nhà. Xong rồi mình sẽ cho vào đó là cái phần là thịt băm của mình. Thì cái này là thịt băm là Tony mua ở siêu thị đó, cho nên nó nằm trong khay á. Thì cả nhà mình ra chợ mua cái loại thịt bên ngoài về cũng được ha. Rồi mình cứ cho vào trong cái chảo dầu rồi mình xào lên, xào đều lên cho cái phần thịt này nó rã ra ha cả nhà mình. Đó, sau khi xào thịt xong á, thì chúng ta sẽ cho thịt ra cái phần tôm nha cả nhà. Thì để mà chúng ta, tại vì nhà cũng có một cái chảo thôi đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là xào cái phần cà tím này lại ha. Thì thật ra là lúc đầu á, Tony xào chung hai cái luôn á, có nghĩa là mình xào thịt xong nè, rồi cái bỏ cà tím vô luôn. Nhưng mà là do cái lượng cà tím của Tony nhiều quá, cái chảo nó lại nhỏ nữa, với lại sắc nó cũng hơi to nữa đó, cho nên là xào như vậy nó không có chín được. Thành ra là bắt buộc là Tony phải xào riêng hai cái ra ha cả nhà. Nó bây giờ mặc dù là cái phần cà tím này nó cũng là được chia làm hai nè, nhưng mà hồi nãy lỡ sắc cái cọng nó dài quá dài, mà cái chảo thì lại nhỏ, rồi xào lên nó cũng khó nữa đó cả nhà mình. Thì phần cà tím này cả nhà mình xào cho nó rụt mềm giống như trong Tony là trong cái clip đó nha cả nhà mình. Sau khi mà chúng ta xào xong như thế này nè, thì chúng ta sẽ cho vào trong cái cà tím này một ít gia vị để cho nó thấm cái cà tím này trước. Hoặc là một hồi mình để là cho gia vị sau cũng được, không sao hết cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo đó nữa là cái phần thịt xay, cái phần thịt mà lúc nãy mà chúng ta đã xào đó cả nhà, mình sẽ cho vào trong cái phần cà tím này luôn để bắt đầu là trộn cho nó hòa quyện lại với nhau. Và bây giờ thì chúng ta mới là cho thêm cái phần gia vị một lần nữa để cho gia vị thấm đều và cái phần là cà tím cùng với lại thịt xay này ha. Thì bây giờ cả nhà mình thấy đó là cái món này, cái cà tím sau khi nó chín thì cái màu nó hơi không được đẹp cho lắm đó cả nhà. Thì bây giờ mình để cho nó đẹp hơn, cái món ăn của mình bắt mắt hơn á, thì Tony sẽ cho vào trong đây là tương ớt nè, rồi cái phần này là cái phần bột ớt bột đó cả nhà. Ở ngoài tiệm tạp hóa đó, mình ra mình nói là bán cái loại ớt bột thì người ta sẽ có cho mình cái loại này ha, nó không có bị cay đâu cả nhà mình, nó chỉ tạo lên cái màu cho nó rất đẹp thôi. Đó, thì bây giờ là cả nhà mình lại tiếp tục là trộn lên thì nó ra một cái màu rất là bắt mắt luôn đó cả nhà. Như vậy là món cà tím và thịt bằm đến đây là xong nha. Thì cả nhà mình hãy cùng Tony thử nấu món này nha cả nhà. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình nha.